Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với môn học, đó là bài môn vật lý học. Đây là một chương trình cơ bản nhất của trong lớp cấp 3. Nó là một trong những cái môn khó nhất mà mấy em có thể đụng tới. Tại vì hồi cấp 2 mấy em đã học những cái kiến thức cơ bản và mang tính định tính. Còn bây giờ chúng ta sẽ định lượng. Và đây là một trong những cái môn mà khó ăn nhất của các học sinh từ chuyển cấp, từ cấp 2 lên cấp 3. Cho nên các em cũng phải cố gắng học cho nó kỹ lưỡng những cái bài này. Đầu tiên thì về vật lý thì chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên của chương trình lớp 10, và cũng là bài đó, nó cũng mang tên là bài chuyển động cơ. Thì mấy em đã học trong trường rồi, thì bây giờ đây thầy sẽ chỉ tóm tắt lại một số phần lý thuyết nào mà trọng tâm và mang một số ví dụ minh họa cho mấy em khắc sâu được những kiến thức đó mà thôi. Thì đầu tiên thầy sẽ tóm tắt phần lý thuyết cho mấy em coi. Phần tóm tắt lý thuyết thì cái tóm tắt đầu tiên mà mấy em sẽ nhớ và một cái khái niệm cơ bản nhất trong vật lý, đó là phần chuyển động cơ học là gì. Thì là chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian. Thì mấy em sẽ coi một cái ví dụ. Thí dụ như thầy có một chiếc xe bắt đầu chuyển động từ vị trí của cái bảng là stop cho đến cái cây, thì có phải là xe này đang chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác, thì cái xe này người ta gọi là xe đang chuyển động ha. Thứ hai, một khái niệm tiếp theo nữa, đó là khái niệm về chất điểm. Trong vật lý, đây là một khái niệm cơ bản nhất và đơn giản nhất để ta luôn luôn xét một cái vật nó trong cái trạng thái là rất nhỏ. Thì chất điểm là một vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách ta xét. Thì chẳng hạn như mấy em sẽ coi ví dụ. Giả sử như tôi có một chiếc xe dài 2m mà quãng đường tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu, thì mấy em sẽ thấy được một điều là gì đây? Chiếc xe ta rất là nhỏ ha. Thì trong trường hợp này chiếc xe ta gọi là chất điểm. Cái khái niệm thứ ba mà mấy em có thể thấy được, đó là khái niệm về quỹ đạo của nó. Thì ví dụ như là một cái ví dụ về cái chuyển động của vật, là một vật chuyển động theo cái hình elip như thế này, thì nó sẽ có một cái chuyển động theo hình elip là tập hợp các vị trí mà vật đi qua. Thì cái mình vẽ thành một cái hình, thì cái hình đó người ta gọi là quỹ đạo của vật ha. Tiếp tục khái niệm thứ tư, đó là vật làm mốc và thước đo. Thì mấy em sẽ coi vật làm mốc của ta có một ví dụ. Chẳng hạn như là một chiếc thuyền, tôi đang bắt đầu chạy thì tôi sẽ tính quãng đường nó tính như thế nào. Thì tôi lấy cái cây làm mốc, tức là gốc cây làm mốc, thì tính tới cái chiếc thuyền của tôi, thì cái khi đó là được 1 km. Thì trong trường hợp này cái cây này được chọn làm mốc, hoặc là người ta có gọi tên gọi khác là mốc gốc ha. Tiếp tục là ta sẽ qua cái phần khái niệm về hệ tọa độ. Thì mấy em sẽ học bên toán học rồi, hệ tọa độ của ta có hai loại hệ tọa độ. Hệ tọa độ theo mặt đề cát, tức là mặt tọa độ chỉ có hai trục UX và UY. Hệ tọa độ thứ hai là hệ tọa độ gồm 3 trục UX, UY và UZ. Đó, mấy em sẽ coi hai trục hệ tọa độ cơ bản nhất của mình học bên toán. Đây là trục UX, UY. Trục thứ hai là trục OX, OY và OZ. Đây là hai trục hệ tọa độ cơ bản nhất mình đã học ha. Mấy em có thể tiếp theo là chúng ta sẽ học cái khái niệm thứ sáu là thời gian, thời điểm và mốc thời gian ha. Bây giờ ta sẽ khái niệm đầu tiên, đó là thời điểm. Thời điểm là gì? Thời điểm là chứ là khi mà ta xác định lúc hoặc là khi, thường được sử dụng với hai cái từ này. Chẳng hạn như nó là lúc 8 giờ, tức là 8 giờ này là cái thời điểm lúc 8 giờ khi ta nhìn đồng hồ. Lúc 7 giờ rưỡi, ta nhìn vào đồng hồ lúc 7 giờ rưỡi, đó là thời điểm. Còn thời gian được tính từ khi thời điểm 1 đến thời điểm 2. Chẳng hạn như là từ 8 giờ đến 10 giờ, thì ta tính được khoảng thời gian của ta sẽ là từ 8 giờ đến 10 giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ, đó là thời gian hoặc là khoảng thời gian. Mấy em có thể coi cái ví dụ. Hoặc là ta có thể là trước khi mà đề vào cái ví dụ, thì ta có thể coi cái phần mốc thời gian. Mốc thời gian là cái nơi chọn, hoặc là cái thời điểm ta chọn ta làm gốc. Tức là tới đó ta sẽ luôn luôn ta quan niệm nơi đó sẽ bằng không. Khi ta chọn gốc rồi thì nơi đó sẽ bằng không ha. Chẳng hạn như thế này, vừa giữa đồng hồ, ta nhìn vào đồng hồ lúc này là 7 giờ. Thì ở đây ta sẽ gọi 7 giờ này là thời điểm. Và bắt đầu nếu ta chọn thời điểm này là 7 giờ làm thời điểm, tức là ta tính từ 0 giờ cho đến lúc là 8 giờ. Thì lúc này là từ 7 giờ ta chọn làm mốc đến 8 giờ, tức là hết 1 tiếng đồng hồ. Thì cái này 1 giờ này người ta gọi là thời gian, còn 7 giờ tôi gọi là thời điểm. Mà tôi chọn thời điểm lúc 7 giờ làm mốc thì gọi là gốc thời gian ha. Tiếp tục cái khái niệm thứ tiếp theo, đó là về hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu là gì thì mấy em sẽ coi. Hệ quy chiếu thì nó sẽ được gồm một cái hệ tọa độ gắn vào cái vật làm mốc, và khi đó ta gắn vào cái đồng hồ. Vậy nó khác với hệ tọa độ. Hệ tọa độ chỉ là hai hệ trục OX, OY hoặc là OX, OY, OZ.
chỉ là nói về quãng đường của vật. Còn đối với hệ tọa độ, hệ quy chiếu của ta thì ta phải có vật làm mốc, tức là gắn cái góc tọa độ vào cái vật làm mốc đó, cùng với một cái điều nữa là gì, ta phải gắn cái đồng hồ đo vào trong đó. Cho nên là trong hệ quy chiếu là ta có thể xác định được vị trí của vật ở một thời điểm nào đó, thì cái này gọi là hệ quy chiếu ha. Tiếp tục, chẳng hạn như mấy em coi trong trường hợp này, tôi chọn tại khi mà xe đang đậu làm gốc thì cho nên là xe chạy một đoạn nào đó, tức là tôi có là so với gốc O thì xe có cái ly độ hay là cái tọa độ của nó là OM, thì cái OM này ta tính được, và cái thời gian ta chuyển động, tức là trong trường hợp này nó là 45 giây, thì đây là cái hệ tọa độ tôi chọn đơn giản nhất, là hệ tọa độ nằm ngang chỉ có một trục duy nhất, đó là trục OX. Rồi tiếp theo, để hiểu những cái khái niệm này kỹ hơn và chính xác hơn nữa thì chúng ta sẽ qua cái phần bài tập áp dụng. Thì thầy có một bài, số bài tập áp dụng là bài số 1 là bảng tàu đoàn thống nhất Nam Bắc Nam S1 ha. Thì có trong cái bảng này mấy em sẽ nhìn gồm có hai câu hỏi của người ta là về cái thời gian, người ta hỏi là tàu chạy từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Sài Gòn là bao lâu, và cái thời gian là xác định thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến ga các nơi ha. Câu 1. Về cái bài tập số 2 là người ta xác định là một bức tường cao 3m, ngang 4m, cần xác định một điểm ngay chính giữa để đóng một cái đinh để treo bức ảnh. Thì cái phần này là mấy em thấy là dựng hệ trục tọa độ giống mấy em làm. Bài số 3 là người bài toán về đổi về thời gian, tức là đổi mốc về thời gian từ Hà Nội và thời gian từ Paris khác nhau như thế nào. Thì bài số 3 nó nói là chuyến hàng không Việt Nam đi từ Hà Nội đến Paris thì đến lúc 19:30 thì đó là giờ Hà Nội, còn đến 6:30 là giờ của Paris. Thì biết giờ Paris chậm hơn giờ Hà Nội là 6 giờ, thì hỏi lúc đến Paris giờ Hà Nội là bao nhiêu. Đây là cái cách đổi thời gian, đổi mốc thời gian. Đây là bài toán tập cho các em về mốc thời gian.